Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng bằng gỗ thì hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ Lào 100%. Bức hoành phi này là bức hoành phi lồng cuốn thư có kích thước là dài 1,97 m, chiều rộng 67 và toàn bộ phần ván dày 3 phân. Phần khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, rộng 10 phân. Đây là đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở Tân Yên, Bắc Giang. Anh đã xem rất nhiều các clip của chúng tôi trên YouTube về đồ thờ cúng hoành phi câu đối. Anh đã tin tưởng và đặt chúng tôi đặt hàng online. Anh đã đặt qua Gmail. Anh yêu cầu là bộ hoành phi câu đối này là lên màu cánh gián sáng và sau đó là thiếp vàng Đài Loan. Bước hoành phi này là bước hoành phi lồng cuốn thư, hai bên thì chúng tôi chạm vào long hóa mai có xen kẽ hoa hồng, và bên trên cuốn thư thì chúng tôi chạm những chú chim điểu trông rất là bắt mắt và có hồn. Mẫu hoành phi này cũng đang được đánh giá là ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay, đó là hoành phi lồng cuốn thư. Quý vị có thể mua một bức này, nhưng quý vị có thể sở hữu hai bức là vì cuốn thư là lồng bên trong. Về phần câu đối thì chúng tôi làm câu đối dài 1,97 m, rộng 28 và dày 4 phân. Câu đối bên phải này chúng tôi làm chạm 7 chữ, đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, 7 chữ nho, và chúng tôi có làm phần phụ đề phía dưới để cho quý vị dễ hình dung. Đầu trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu những mẫu hoành phi câu đối hàng mộc rồi. Đây là chúng tôi giới thiệu sang mẫu hoành phi câu đối hàng sơn PU. Thì quý vị lưu ý là quý vị có thể kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Câu đối bên trái này chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh có dịch phụ đề. Và bức hoành phi chúng tôi chạm là Phụng Tổ Đường, làm đúng theo đơn đặt hàng yêu cầu của anh. Toàn bộ chữ nho và chữ Việt được thiếp vàng Đài Loan. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ bàn giao bộ hoành phi câu đối cho khách hàng ở Hà Nội nhưng yêu cầu dát bằng vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng ta. Thì trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, hoặc quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể truy cập vào Zalo 0986883349 để lấy hình ảnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.